hai quay đây thôi ông nào chưa hết rồi anh ạ. Đây là cô ba đi em rồi. Đây là cô này ông ăn gì đây. Anh nha, mấy giờ nhỉ? Wow, hôm nay được đến châu Âu giữa lòng Hà Nội ấy. Quay đúng là gửi cho cái cảnh quay bầu sông nước. Anh cần chụp một chút mình chứ. Đỡ mới chứ được. Máy đấy, chụp máy đấy cho nó em. Máy này nó không mờ. Đi dần vào đây. Ô ra mẹ đi thuyền đi. Vậy là sướng quá, về giờ sướng. Đi. Xem vé bán là ở đâu? Bên kia mà, trong bên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
ra sẽ không đi cực mắt, giảm giá 50% cho tất cả các bạn, chỉ còn 30k một ly. Trà sữa, trà hoa quả và cà phê, tất cả đều giá 30k. Với giá này bạn cũng có thể mua 2 ly. Lớp mình nhỏ, nếu đi họp lớp thì đi bộ ở đây rất là vui. Đấy, ở đây lắm quán ăn lắm, mình vừa mới ăn thử quán vịt chín chín, cơm tấm vịt chín chín,
chỉ có các món như này. Sáu người ăn thì gọi hai con vịt, một con vịt quay, một con vịt nướng, một bát măng bún, cháo. Thank you.
Chương trình đồng giá chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, nên bạn phải nhanh chân như vận động viên Nhật Kim để tới mua ngay bây giờ. Đừng để bỏ lỡ cơ hội tận hưởng hương vị tuyệt vời với mức giá cực kỳ yêu thương này. Đến với chúng tôi, nơi mà ví tiền và vị giác của bạn đều được hài lòng. Trà sữa tương đi thực phẩm giảm giá 50% cho tất cả các loại đồ uống chỉ còn 30k một ly. Trà sữa, trà bắp cải và cà phê, tất cả đều được giá 30k.
Lan không thể bỏ qua khi để chơi Vinhome Ocean Park. Nhà hàng Trà Bá Lâm cung cấp nằm cạnh thuyền rồng Ocean Park với mức giá hợp lý, phục vụ nhanh chóng, nóng hổi tại bàn, tích hợp cho các nhóm bạn và gia đình cùng thưởng thức. Kính mời bà con cô bác thử ngay. Trà Bá Lâm chỉ từ 135.000 một suất, lẩu cá lăng chỉ từ 280.000 một nồi, cháo cá lăng béo ngậy 145.000 một nồi và rất nhiều món ăn sáng tạo bất ngờ từ cá lăng. Xin mời, xin mời. Tinh hoa ẩm thực Hà Nội, món ăn không thể bỏ qua khi ghé chơi Vinhome Ocean Park. Nhà hàng Trà Bá Lâm cung cấp nằm cạnh thuyền rồng Ocean Park với mức giá hợp lý, phục vụ nhanh chóng, nóng hổi tại bàn, thích hợp cho các nhóm bạn và gia đình. Thank you.
Đây là video cuối dạo quanh một vòng Hồ Sơn Ba với khu phố cổ, khu phố Tây. À, như vậy là đã hết một vòng video quanh phố Tây tại Hồ Sơn Ba. Xin chào tất cả mọi người, anh vừa quay toàn bộ khu vực Osaka, một khu tây trong lòng thành phố.